lời người nói ra để rồi làm thế sao? Người đã nói yêu tôi sao làm tôi đau? Chỉ lời nói chỉ là lời nói tôi đã chết đi trong lòng. Người đã thương tôi sao làm tôi đau đến thế? Người đã biến giấc mơ tôi trở thành ảng mộng, khiến trái tim hoa đã ở trong lòng khóc suốt đêm, giam giữ tôi trong phòng để giấu nỗi đau đằng sau nuôi hy vọng. Lý trí khuyên đừng nghe con tim, vì chính hắn ta quy giữ nơi sầu bi, chẳng muốn nghe đâu đó là biển ly, đừng cố gắng nuôi thêm nữa hy vọng chi. Kia bầu trời đang đổi gió, còn một người vẫn đang còn ở đó. Anh biết anh chưa lo được gì cho bản thân, nhưng thứ trọn vẹn anh muốn em phải có. Ngày mai sẽ khác, con tim từng bể nát. Anh mất cả linh hồn và còn mọi thể xác. Anh có lâu đài cát, còn em thì xa hoa. Em là giải ngân hà, anh không phải NASA nên không thể hứa hẹn với ngàn năm ánh sáng. Penta ha.